Rồi, hôm nay thầy hướng dẫn em đi vào cái phần tiếp theo, đó là phần bài tập của sách Cánh Diều, bài số 2. Đó là sự điện ly trong dung dịch nước, tiết Romtec-Lowry về axit và bazơ. Nói chung là mấy sách này cái chương trình nó chứ không có giống nhau mà. Nó nội dung thì nó na ná nó giống nhau, nội dung thì nó không có giống nhau, nhưng mà cái tựa đề ví dụ bài hai kia nó với bài này nó khác. Đúng không? Nhưng mà kiến thức thì nó cũng gần như nó giống nhau, mỗi sách nó phân biệt khác. Đó, giống như sách Cánh Diều thì nó phân theo cái kiểu cái bố cục nó là liên tục, thì nó không phân theo chương gì chứ. Đúng không? Nó đưa từ bài một tới bài mấy chục vậy đó. Còn cái sách kia thì nó phân theo từng chương từng chương từng chương, nó dễ ha, tùy theo sách thôi. Nói chung là mình không thể đánh giá sách này hay hay kia, nhưng mà nó ghi sao thì thầy ghi vậy, hiểu không? Cái bài một là mình xong, mình lại mới học bài hai đúng không? Thì cứ mình xen kẽ một cái sách kết nối cái cánh diều, cái mình làm một đề, tại vì chân trời là làm hết rồi, sách bài tập hết luôn rồi. À, mình chỉ còn cái sách lý thuyết là mình không có làm nha, mình chỉ làm sách bài tập của hai cái bộ sách đó thôi. Hiểu chưa? Là bài hôm trước cái BH này nè là mình nằm ở bên cái bài hai của cái sách chân kết nối đó, nhưng mà cái này nó cho bài hai này là lý thuyết không ạ? Thì kệ mình cứ làm gì đi, xen kẽ một bài thôi ha, tới đâu rồi cứ vậy xen kẽ, chứ nó không có đồng bộ với nhau. Anh thấy cái sách này nó viết kiểu ngộ không, quốc một lạc là tới 19 bài vậy đó, nó không có cái kiểu phân chương một chương hai gì chứ. Tại vì Cánh Diều là nó vậy đó, cái bố cục nó vậy đó. Còn sách mấy sách kia là nó đưa thì chương chương cho nó dễ hiểu, thì tùy thôi bạn ơi, mình không có thể nào mình nói sách này với sách kia được ha. Cái điều đó mình không nên nói rồi, mình chưa đủ khả năng để đánh giá điều đó. Rồi. Ta đi vào câu một này lý thuyết không nha, cho nên bữa nay mình làm này lý thuyết chấp nhận nha, nó nhanh lắm, lý thuyết là nó không có gì đâu, bài tập đâu giải. Như hôm qua là mình làm kia bài tập hay hay không đúng không? Phần này thì phần lý thuyết qua về sau mới có bài tập. Tức là bài số 3 này, nó là nó có lượng bài tập nhiều á. Đấy, bây giờ số 3 về BH chưa? Là cái buổi đó, thì cái lượng bài tập khá là nhiều. Nó cho tính toán rồi nè, thấy chưa? Đó, là mình buổi sau tuần tới nữa là mình sẽ học mấy cái này. Rồi mình sẽ tuần tới thì sẽ làm đề. Một đề, sau đó một buổi đó là một đề, còn còn lại là mình sẽ làm tiếp than kẽ sách kia thế này ha. Đó, chung là như thế. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống. Và cái này là nè, điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống. Chỗ trống trong một phát biểu sau. Câu A là gì? Quá trình phân ly của các chất khi tan trong nước tạo thành các ion thì người ta gọi đó là sự điện ly. Đó là một, một đó là mình điền đó là sự điện ly. Cái số 2, chất điện ly là chất khi tan trong nước phân ly thành các cái gì? Ion. À. Rồi tiếp theo, tức là ở đây nó cách nhau, mình hiểu cái này là đầu dòng đó. À, là chất tan khi tan trong nước không phân ly thành ion là chất không điện ly. Hiểu không? Cái đó người ta gọi là chất không điện ly. Cái số 3 đó là chất không điện ly. Viết viết hoa là dòng. Rồi, câu B. Theo thuyết Romtec-Lowry là một là những chất có khả năng cho proton hóa cộng, tức là mình hiểu ha, axit là cho, còn bazơ là nhận, đúng không? Chỉ một mình sẽ điền đó là axit. Rồi. Hai là những chất có khả năng nhận proton hóa cộng thì cái đó là bazơ, hai là bazơ. Axit mạnh và bazơ mạnh phân ly gì hoàn toàn trong nước này quá quen ha. Số 4, axit yếu và bazơ yếu phân ly gì trong nước, một phần trong nước. Rồi đó là chúng ta hoàn thành được cái 2.1. Thầy tính lấy cái buổi hôm nay để dạy thêm cho toán, mà hai cái bạn kia thì nếu mà dạy thêm một đề toán vẫn được, nhưng mà không biết là hai bạn kia có học hay không, sợ không học rồi dạy cái mất công là buổi trước buổi sau, chứ cái này thì hóa này làm dư giờ đó. Để hồi này thầy nhắn coi coi nó chịu học thì vô thầy giải luôn thêm một đề nữa ha.
Cho các chất giải đề Nguyễn Thị Minh Khai đó, NaOH, HCl, HNO3, NaNO3, saccharose, ethanol, glycerol, cái này gọi là muối kép ngậm nước. Trong các chất trên có bao nhiêu chất tạo ra được dung dịch dẫn điện? Thì mình hiểu rồi, các chất dung dịch dẫn điện là nó phân ly ra được ion phải không? Các chất tạo ra dung dịch dẫn điện là bây giờ này là tan là tạo ra được nè, đúng không? Axit cũng được này luôn này, HCl, HNO3 được luôn nè, muối này hầu hết các muối, đường không có dẫn điện, nếu mình lấy đường mình pha vô nước, nước nguyên chất đó nha, là không dẫn điện. Ethanol là rượu cũng không dẫn điện. Glycerol tức là cái này là hiểu không, cũng là rượu luôn á. Glycerol là công thức là C3H5OH3 lần. Còn muối này là muối kép, muối muối là được, muối là tan nước nó phân ly ra ion K cộng này, Al 3 cộng S4 2 trừ với 12 nước thì nó dẫn được điện, hiểu không? Đó là muối này gọi là muối kép nha. Kép là sao, nó gồm nhiều kim loại trong đó, từ 2 trở lên là gọi là muối kép. Được chưa? Muối kép mà ngậm nước luôn. Thường là muối kép là nó đi chung với ngậm nước. Mà hiểu không? Vậy ở đây nó có bao nhiêu chất? Đó. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 5 chất. Vậy mình chọn đáp án là A. Rồi, câu tiếp theo, câu 2.3. Phương trình mô tả sự điện ly của NaCl trong nước. Thì cái phương trình mà mô tả NaCl là chất gì? Là chất điện ly, đúng không? NaCl là chất chất rắn, đúng không? Điện ly, đúng không? Khi hòa tan trong nước sẽ tạo ra các ion. Vậy ở đây nè, mình sẽ chọn đáp án này là đúng nè. Đó, nó là chất rắn, khi đưa vô nước nó sẽ cho ra ion Na cộng, và cái này là cation dương, cation Na cộng là ion dương, anion xin là trừ là ion âm. Này là solid là chất rắn, aqueous là chất tan, này là chất tan. Còn mấy cái này nó sai là biết ha, tại đây này không có dấu, không có cái điện tích dương, điện tích âm á. Cái này là sai nè, còn cái này sai là do cái thể của nó. Cái này đâu phải là thể khí đâu, ga là gas xịt thể khí. Cho nên mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án C. Rồi, câu 2.4. Phương trình mô tả sự điện ly của Na2SO3 trong nước. Thì Na2SO3 cũng là chất tan, đúng không? Là chất điện ly. Là chất điện ly khi hòa tan trong nước cũng phân ra ion. Thì mình sẽ chọn nó là chất rắn. Thì bốn đáp án đều đúng. Hòa tan trong nước nó cho ra Na cộng với CO3 trừ. Hiểu không? Na cộng thì đây chỉ có ba đáp án cuối là đúng. CO3 hay trừ là chỉ có đáp án C là thỏa mãn thôi, hiểu không? Số lịch là chất rắn, là ái quyệt là chất tan, ái quyệt là chất tan, hiểu không? Rồi vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Ta đi vào câu 2.5. Ở cùng nồng độ và điều kiện, cùng điều kiện chất nào sau đây tạo ra ion H cộng hoặc là H3O cộng, hiểu không? Đó, bây giờ mình thấy chưa? Tức là cái sách mới nó nói, cái sách kính diều nó cũng có cái nhiều cái hay nè. H cộng cũng là H3O cộng. Nhất trong dung dịch, tạo ra nhiều ion nhất trong dung dịch. Tức là sao? Tạo ra nhiều ion nhất trong dung dịch. Tức là nó có tính axit mạnh nhất, đúng không? Tức là axit mạnh là tạo ra ion nhất nè, bazơ mạnh là không tạo ra luôn. Nè, chú ý là theo thứ tự nè. Axit mạnh đó là tạo ra nhiều ion H cộng hoặc là H3O cộng nhất. Còn cái bazơ mạnh đó là không tạo ra luôn, hiểu không? Bazơ mạnh là không tạo ra ion H cộng luôn. Còn axit yếu đó, tạo ra ít ion H cộng và H3O cộng.
Còn nước á, nước có tạo ra không? Có. Nước tạo ra kêu bằng là rất ít luôn. Tạo ra ion rất ít. Rất ít ion H cộng hoặc là H bao cộng. Nha. Rồi thì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Chọn đáp án là A. Hiểu không? Đó. Câu 2.6. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi mô tả về axit mạnh? Không đúng khi mô tả về axit mạnh. Phân ly hoàn toàn trong nước là đúng. Dung dịch nước chúng dẫn được điện là đúng. Có khả năng nhận H cộng là sai. Có khả năng cho là đúng. Câu C là sai. Còn mấy kia đúng thì khỏi giải thích nha. Sai hay còn gọi là không đúng. À, không, vì sao? Vì axit mạnh chỉ có gì, chỉ có khả năng cho H cộng thôi, chứ chứ không có nhận H cộng, mà không không nhận H cộng nha. Tại sao người ta lại dùng cái từ đúng không đúng mà ta dùng cái từ sai mấy bạn? Tại sao không dùng từ sai đi mà ta dùng cái từ không đúng? Đố em tại sao? Tại sao dùng không đúng mà không dùng sai? Sai nghe có vẻ là nó hơi bị gọi là nó hơi nó không có gọi là không có cái gì có nghe nó khó chịu hơn cái từ là đúng, đúng không? À, thay vì cái người nó nói em làm chưa có đúng hay là không đúng rồi nha, còn tự nhiên mình nói là em làm bị sai rồi nghe nó kỳ đúng không? Cái từ sai giống như là cái từ nó không có lịch sự á, cho nên người ta mới dùng cái từ là không đúng. Thật ra sai không đúng là nghĩa giống nhau nhưng mà cách nói khác nhau thôi, đúng chưa? Đấy. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi mô tả về Bayesian yếu? Bayesian yếu. Bayesian yếu là cái nào là không đúng? Thì mình xét coi chắc chắn là sẽ có một cái không đúng thôi, còn ba cái còn lại là đúng. Trong dung dịch nước không phân ly hoàn toàn ra ô trừ. Mấy em chờ thầy 1 phút nha, thầy đi uống nước cả nha, thầy quay lại. Rồi, câu A nó nói là sao? Trong dung dịch nước, đặc điểm là sau đây không đúng về Bayesian yếu. Bayesian yếu trong dung dịch nước không phân ly hoàn toàn ra ô trừ. Không phân ly hoàn toàn ra ô trừ là đúng đó. Nó chỉ phân ly một phần ra ô trừ. Hiểu không? À, cái đó là đúng. Được chưa? Không phân ly hoàn toàn tức là một phần đó. Rồi có khả năng nhận H cộng đúng rồi. Bayesian thì nó phải nhận H cộng, còn axit nó mới là nhường H cộng rồi cho H cộng đó. Rồi dung dịch nước của chúng dẫn điện đúng, bởi vì nó có phân ly là dẫn điện, trừ khi nó không phân ly mới không dẫn điện. Rồi câu D có khả năng cho H cộng là sai. D là không đúng đó. Vì không không có khả năng, vì không có khả năng cho H cộng. À, mà chỉ có nhận H cộng thôi, mà chỉ có khả năng nhận H cộng. Rồi chọn đáp án là gì? Chọn D. Câu 2.8. Rồi.
2.8. Trong phản ứng sau đây, những chất nào đóng vai trò là axit theo thuyết Rontgen Baser? Những chất nào đóng vai trò là axit? Thì nếu mình xét theo cái chiều thuận và chiều nghịch, tức là trong phản ứng thuận thì ở đây hai chất này đúng không? Thì nước nè, H2S nè, nó qua đây nó còn HS là nó mất đi một H cộng, là nó nhường H cộng cho thằng nước. Vậy H phản ứng thuận á thì là chiều từ trái sang phải đó, thì HAS nó đóng vai trò là nó nhường, nhường là nó đóng vai trò axit. Còn H2O là nó nhận là đóng vai trò là bazơ, tức là H2S đóng vai trò là axit. Còn H2O đóng vai trò là bazơ. Còn trong phản ứng nghịch, mình học ba bộ sách mình thấy hay không? Hay chỗ nào biết không? Mấy cái này trong sách chân trời không có thấy, thấy thuận mà trong thấy nghịch. Nhưng mà trong kết nối với thằng cánh diều nó lại có mấy này nhiều. Đó, cho nên khi đi thi mà sau này mấy cái đề cỡ nào mà mình đấu ba bộ sách này là coi như là chùm. Nếu chiều nghịch là từ phải sang trái nè, thì cái thằng này nó lấy H cộng để nó tạo thằng này, thằng này là nó nhường H cộng thằng này, vì H bao cộng thì mới đóng vai trò là axit, còn HS trừ là đóng vai trò là bazơ. Đó. Đó. Mình học ba bộ sách là mình thấy rõ nhất luôn rồi. Còn hiểu không? Tức là chúng ta biết được nó đầy đủ hơn so với mấy bạn chỉ học một bộ thôi. Đó, đóng vai trò là gì? Rồi chúng ta sẽ chọn đúng không? Các chất mà nó đóng vai trò là, ở trong này thì các chất đóng vai trò là axit thì là H2S và H3O cộng. Đó, hiểu không? Đó, các chất đóng vai trò axit đó là cái gì? H2S và H3O cộng. Thì mình chọn đáp án là B. Ừ. Rồi, ta đi vào câu 2.9. Trong phản ứng sau đây, những chất nào đóng vai trò là bazơ theo thuyết Rontgen? Quá dễ. Bazơ là nó nhận H cộng. Vì CO3 trừ theo chiều thuận nè, trong phản ứng thuận. Đấy, trong phản ứng thuận. Thì cái thằng này đúng không, thằng nước nè nó nhường cho thằng này một H để tạo thằng này, vậy nước đóng vai trò là axit, còn H bao CO3 hai trừ đóng vai trò là bazơ. À, vậy H bao CO3 hai trừ này đóng vai trò là bazơ. À, còn nước đóng vai trò là axit trong test Lowry. Rồi trong phản ứng nghịch thì ngược ha, thì mình thấy chiều nghịch từ từ phải sang trái, thì cái thằng H bao cộng là nó nhường cho thằng này một H cộng để thành nước, vậy H bao cộng này H3 HCO3 trừ này đóng vai trò là axit, còn OH trừ đóng vai trò là bazơ, thì OH trừ đóng vai trò là bazơ, còn H3 HCO3 trừ ion anion với 2K anion A là gọi là ion âm đó. Thì đóng vai trò là gì? Đóng vai trò là axit. Như vậy các chất đóng vai trò bazơ là CO3 trừ và OH trừ. Vậy mình sẽ chọn đáp án là gì? Đáp án là A. Đúng không? Mình làm hết mấy cái sách sách giáo khoa rồi, làm hết sách bài tập ba bộ luôn. Đúng không? Sách giáo khoa là chỉ một bộ thôi nha, phải làm hết ba bộ, thêm sách sách chuyên đề nữa, rồi làm đề thi nữa, thì thứ gì chịu nổi mình, đúng không? Đề nào mà mình làm không được, đề ra mà nó ra kiểu nào mình làm không được. Ví dụ bây giờ nó tham khảo mấy sách bài tập cũng dính, tham khảo mấy sách căn trời hay là sách kết nối cánh diều cũng dính, cách nói cũng dính, cái nào cũng dính, thêm đề nữa. À, mình đã phủ hết toàn diện kiến thức rồi. À, đi thi mà không không làm được nữa thì thôi thua. Đấy. Rồi bây giờ họ liên hợp của các axit lần lượt là bây giờ liên hợp của các axit là sao?
Mình hiểu cái từ nó nói không? Base liên hợp của các axit. Tức là đây là đều là các axit. Vậy cái base liên hợp là mình hiểu là như thế nào? Base liên hợp tức là nó ý muốn nói là những cái này nè, được chưa? Liên hợp với những cái axit này thì bây giờ liên hợp của các axit lần lượt là ý muốn nói là sao? Tức là ở đây á, là một cái axit này nè, nó sẽ phân ly cho ra hai cái ion, một cái ion là ion dương và một cái ca ion gọi là ion âm. Như vậy cái ion mà ion âm đó người ta gọi là base liên hợp của cái axit đó, đó hiểu không? Cái base liên hợp của axit tức là cái ion âm đó được axit nó tạo ra thì người ta gọi là base liên hợp của nó. Được chưa? Rồi. Tức là ở đây mình hiểu nha, phương trình phân ly mình phải viết cái phương trình phân ly của các chất trên như sau. Đây là những cái axit, axit yếu và axit mạnh thì HCOH đó, phân ly trong nước nó mới phân ly, đúng không? Rồi, nó sẽ tạo ra đó là HCOO trừ nó nhường cho H cộng. Cho thằng nước nó tạo ra H3O cộng. Thì cái HCO trừ này chính là liên hợp, hiểu chưa? Rồi tiếp theo HCl là axit mạnh, đúng không? Liên hợp là mình phải viết cái dạng là cộng với nước nha, để nó nhường H cộng cho nước, nó tạo ra Cl trừ. Thì nước cộng thêm H nữa là H3O cộng. Còn NH4 cộng, mình hiểu giống như NH4Cl vậy, đúng không? Mình hiểu NH4Cl cộng với nước thì nó nhường cho nước 1H thì nó sẽ làm sao? Nhường cho nước 1H thì nó sẽ, đúng không? Nó nhường này nước 1H nó hay là H3O cộng, đúng không? Thì nó sẽ còn, nó mất đi dấu cộng, hai bên là tổng điện tích âm dương bằng nhau bằng bằng không đó. Này nè, tổng này bằng không, này tổng này bằng không, này dương thì đây phải một dương, rồi một dương nó chia qua H3O cộng thì nó còn là NH3 thôi chứ không có cộng đây nha, cộng là sai đó. Đó, cộng H3O cộng. Nhưng mà thường ghi người ta ghi H3O cộng trước. À, trong cái luật mà ghi hóa người ta sẽ ghi cái đó trước, khi mà viết cái dạng liên hợp thì người ta phải ưu tiên viết cái gì, cái H3O cộng trước. Đó. Hiểu ha? Rồi. Đó. Thì mình hiểu nè, các cái gì, các base liên hợp của các axit lần lượt là đầu tiên là HCO trừ, rồi Cl trừ, rồi là H3, đó chính là đáp án A đấy. Và bên sách Chân Trời Sáng Tạo là không có cái này, hiểu không? Đấy, cho nên nếu như mà chúng ta học cách cánh diều thì chúng ta biết cái chữ liên hợp này, đúng không? Còn sách Chân Trời nó không có nói cái bây giờ liên hợp như mấy bạn. Nó cũng là một cái điều mà mấy bạn cần phải nên tìm hiểu thêm. Tại vì đề thi sau này nó muốn cho gì nó cho, hiểu không? Tại vì mỗi tỉnh nó học khác nhau. Nhiều khi giống như thành phố mình có khi chỗ nó học sách lý thì học chương trình khác, cái hóa học chương trình khác, toán học cái khác. Là nếu không phải là nó học chung một bộ á, nó cũng ngặt nghèo như vậy đó, cho nên mình phải học hết ba chương trình là ok nhất. Rồi câu 2.11 cho phản ứng nè, H24 ái quyệt là chất tan, nước ái quyệt là chất tan, H4 dường ái quyệt là chất tan, không bao cộng là chất tan, cặp axit bây liên hợp trong phản ứng trên. Cái cặp axit bây liên hợp trong phản ứng trên thì mình coi nè, trong cái phản ứng này đó thì H24 á, nó nhường H cộng cho nước tạo ra H3O cộng, được chưa? Và để tạo thành thằng này
đó. Để tạo thành này. Rồi như vậy tức là sao? Cặp axit bazơ liên hợp trong phản ứng trên thì cái cặp axit bazơ liên hợp là H24 nè, đúng không? Nó đóng vai trò là axit và cái này nó đóng vai trò là bazơ liên hợp của nó, liên hợp con này đó là cặp này, còn thằng này đóng vai trò là bazơ, nó nhận H cộng và này đóng vai trò là axit, thì hai đó gọi là liên hợp với nhau đó. Liên hợp tức là từ axit nó tạo ra này có vai trò bazơ, còn này từ bazơ nó tạo ra này có từ này nó đóng vai trò là bazơ nó tạo ra này, thì này đóng vai trò là axit, thì hai cái đó gọi là liên hợp với nhau, đúng không? Đó. Trong phản ứng trên H24 đó, thì nhường H cộng nha. Đó, để tạo thành H4 trừ, thì hai cái này gọi là liên hợp với nhau nè. Đó. Cái này tạo ra cái kia thì gọi là liên hợp. Còn H3O cộng đi theo chiều nghịch đó nha. Mình phải nói là này tạo ra kia chứ không phải đi theo nghịch, lấy này tạo ra này là xong luôn, không được à. Hiểu không? Đấy, này nè, nó tạo ra này. Chứ không có thằng này tạo ra này à. Mình hiểu à? Tại sao mình phải nói vậy? Mình phải ưu tiên cái chiều thuận trước. Chiều thuận là anh này nè, tạo ra này. Đúng không? Cái axit nó đứng đứng trước, bây giờ nó đứng sau. Thì mình phải ghi axit đứng trước, thì lúc này thằng này đóng vai trò axit nè, nó nhường này H cộng, tạo ra bây giờ. Còn cái chiều nghịch lại thì cái thằng axit phải đứng trước là thằng này nè, đóng vai trò axit, nó nhường H cộng cho thằng này, nó tạo ra thằng này. Và thằng này nó giữ lại, hiểu không? Tức là cái chữ axit đứng trước. Thì buộc là mình phải nói theo axit đứng trước là bên này nè, tạo ra này. Đó, còn H3O cộng thì tạo lại nước. À, nhường H cộng. Để tạo gì? Để tạo ra thành H2O. Như vậy suy ra là các cặp axit bazơ liên hợp trong phản ứng trên là đó, H4 gì? H4 trừ H3 cộng, đã ghi theo thứ tự nha. Nào đứng trước ghi trước, nào đứng sau ghi sau. Thì mình sẽ chọn đáp án là D. Cũng rất dễ đúng không? Không khó. Rồi. Câu 2.12, viết phương trình điện ly trong nước của các chất sau. Rồi. Các phương trình điện ly này. Thì NaHCO3 là chất điện ly mạnh. Đúng không? Như vậy mình sẽ viết như thế nào? Trong nước. À, mình viết giống như cái này vậy nè. Sách bên cánh diều nó viết vậy đó, còn bên chân trời sáng tạo nó không có ghi chữ nước các bạn ơi. À, không ghi chữ nước thì nó cho ra Na cộng dạng chất tan ái quyệt, còn kia là số lịch là chất rắn. Mỗi sách nó trình bày hơi khác khác tí nhưng mà nói chung là cũng không có gì khó. À, hình như hình thể thì nó cũng na ná nhau, nó chỉ khác tí tí nè. À, thêm như chữ nước, mà không thêm thì bên sách kia HCO3 trừ đó, thì đây cũng là thể chất tan ái quyệt. Rồi CuCl2 là chất rắn đúng không, số lịch thì nó cũng cho ra CO2 cộng là chất tan đó, hay gọi là cation ái quyệt, và cộng với 2Cl trừ cũng là chất tan cho ra ái quyệt. Rồi NH4 hay là SO4 à, thì đây là khi hòa tan dung nước đấy, sẽ cho ra 2NH4 cộng à, NH4 cộng đấy. Cái này là tôi đánh máy chuẩn á, nên cái này là trong này trong quật nó mới đẹp, chắc là chắc tan. Được, hiểu không? Tức là một quyển sách giáo khoa tôi có thể trình bày giống hình nó luôn, tức là thầy nhìn những cái mẫu đó thầy có thể thiết kế được y chang luôn, nhưng mà nó rất là nhiều thời gian. Rồi ái quyệt luôn. Thì ở đây
Đó. Rồi tiếp theo là Fe nổ 33 lần. Đó, hay gọi là iron ba nitrat. Rồi khi tan trong nước hòa tan phân ly ra Fe 3 cộng, cation Fe 3 cộng. Không, rồi cộng với Fe này là chất tan cho nên để là aqueous. Nha, còn 3NO 3 trừ cũng là chất tan, đúng chưa? Nhiều thứ để nói lắm đúng không? Rồi. Đây cũng là aqueous. Rồi xong, đó là bài 2.3. 2.12 dễ không? Rồi, 2.13. Đó, lý thuyết mà cái này toàn lý thuyết mà không có bài tập, mà thầy thì vẫn thích làm bài tập hơn. Không, nhưng năm qua nhưng mà tại vì phần lý thuyết đụng đâu mình làm tới đó thôi. Nhưng mà thật chất mà nói một câu á, là khi mà bạn hiểu được lý thuyết cứng á, bạn làm bài tập nó mới tốt được. Chứ còn mình hiểu lý thuyết mà cái kiểu gọi là chưa tới thì những cái bài tập khó mình làm không được. À, nếu mà nó có áp dụng lý thuyết trong đó nhiều á, hiểu bản chất là mình lúc đó mình thua nha. Nói chung là cái nào cũng hay hết, có cái hay của nó. Nhưng mà lý thuyết vẫn là cái mạch mạch máu của nó là mới là cái máu của hóa học. Đúng không? Trái tim đó. Quan trọng nhất là vẫn là lý thuyết, còn bài tập chẳng qua là kỹ năng. Nhưng mà đi thi thì cái cắt điểm nó lại nằm bài tập chứ không phải là lý thuyết. Sodium hydroxide NaOH là một chất điện ly mạnh, trong khi methanol cũng có cái nhóm OH này. Đúng không? Là chất không điện ly. Vì mình nhìn vô công thức của nó mình nghĩ thằng này với thằng này là nó giống giống nhau là sai. Đúng không? Bởi vì cái hữu cơ này học kỳ 2 mình sẽ học cái này. Đúng không? Học kỳ 1 chứ. Tức là giữa học kỳ là chưa, học kỳ 1 sẽ học rất là nhiều. Rồi, hữu cơ là rất khó nha, mấy bạn lên trường mấy bạn hỏi thì cô biết hữu cơ nó khó hơn cái này nhiều. Tức là mấy bạn hiểu hình dung giống như bạn đang học hình học lớp 9 đường tròn. Như mấy bạn đang học đại số của lớp 9 như vậy. Thì cái hữu cơ với cái vô cơ nó cũng giống vậy. Hữu cơ nó khó cũng giống như hình học vậy đó. Còn vô cơ nó giống như đại số vậy đó. Thì mấy bạn đang học là vô cơ thì bạn hình dung nó vậy đi. Tức là không có dễ làm những bài hữu cơ nha, tức là bạn phải có kiến thức nền vững mới bạn mới làm được. Rồi hãy mô tả sự khác nhau khi hòa tan các chất trên vào nước và viết phương trình minh họa. Thì cái chất này là điện ly mạnh đúng không? Rồi mô tả thì mình viết ra thôi, đây nè mô tả để ta viết ra cái chất NaOH là chất tan aqueous. Mình sẽ cho ra cái gì Na cộng aqueous cộng với gì, cộng với OH trừ. OH trừ cũng là aqueous. Rồi chất thứ hai đó là CH3 COOH đúng không, chất này là liquid, là chất lỏng, là chất không phải là chất tan. Bạn nói chất tan là sai, chất tan mới là aqueous, còn chất này là chất ở thể lỏng thôi chứ nó không có tan. À, cho nên không cần nước. À, hiểu không? Nó không tan là mình không có dùng nước. Đó, nó chỉ cho ra cái chất lúc này nó nằm trong nước nè, mình hiểu nó là tan nhưng mà thật nó nằm trong nước, nó tan trong nước đó. Nhưng mà trước khi nó tan đó, là cái chất này là mình hiểu không? Giống như rượu 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 mình rượu nguyên chất đó. Hiểu không? Nó là ở thể lỏng. Còn cái ban đầu này nó là ở thể thể tan, chất tan, NaOH này nè. Hiểu không? Đấy. Được chưa? À, cho ra. Thật ra cái này mà viết gì có đúng hay không ta? NaOH. Cái này ice with chất tan mình hiểu đây là hydroxide là một chất điện ly mạnh. Bởi vì khi mà người ta điều chế ra NaOH này nè thì nó phải có nước trong đó. Hiểu không? À, thường là trong đó cho nên ở đây đúng ra là mình ghi cái này là dưới cái dạng là chất rắn cũng được, tại vì chất rắn là nhưng mà bây giờ thì thường nó phải có nước trong đó là chất điện ly mạnh. Rồi ok vậy vậy nè, chất này là chất rắn thì ở đây dùng thầy vô nước cho ra chất này là chất tan, chất tan còn chất này là ở ban đầu nó là ở thể lỏng chứ nó không có rắn được, hiểu không? Rồi
Được chưa? Bây giờ mà nó hơi rắn thì nó cũng không có đúng, nó hơi lỏng. Tại vì thường người ta dùng bây giờ không thể rắn các bạn. Người ta đổ nước thêm vô nó phân ra thôi. Đúng không? Nhưng mà tại sao có những chất nó ở hệ rắn, giống như nếu mà mấy bạn dùng CO hai lần là nó ở hệ rắn á. Trạng thái của nó, nhưng mà NaOH này nó ở thể thể này nó là mình trong cái dung dịch nó có nước không đó. Chung là nó cũng là cái đặc thù của nó. Đấy chưa? Cái đặc thù của nó. Thì đúng ra là mình ghi đây là hệ lỏng cũng đúng, hệ rắn cũng đúng, chứ không có sai nha, hệ rắn. Rồi. Nhưng mà nó phải là chất rắn. Đúng không? Khi mình cô cạn của nó thì nó cũng là nó là chất, đúng không? Khi cô cạn nó là chất rắn. Rồi ok, như vậy đó. Hợp lý nha. Rồi, khi hòa tan trong nước. NaOH phân ly hoàn toàn thành các ion. Còn CH3OH không phân ly mà tồn tại chủ yếu ở dạng phân tử. Mình hiểu không? Đây nè. Chỗ này á, mình để cho vô nước cũng được luôn. Nhưng mà nó qua đây là nó không có bị chẻ ra giống như này nó chẻ ra mà nó y chang gì luôn, dính liền nhau, nó không bao giờ tách rời được, hiểu không? Thì ban đầu nó ở trạng thái này, đưa vô nước thì nó dính nước nữa, thì cái chất mà hòa tan trong nước thì chất này gọi là chất tan, nước là chất tan, cái này là dung H3 cho là chất tan, còn nước là dung môi cho nên tạo thành dung dịch, dung dịch cho nên mình mới để cái này là chất tan, hiểu không? Nhưng mà nó tan ở dạng phân tử, còn cái này nó tan ra, nó tách ra ở dạng ion, là nó khác nhau chỗ đó, đó. Phải phân biệt rõ cái đó nha. À, ta đi vào câu 2.15, 14. À, cũng không có gì khó. À, mỗi sách nó có một cái gọi là cái một số cái nó nói khác nhau, nói theo cái kiểu ngôn ngữ khác nhau. Nó dùng những cái từ như nãy mình không hiểu liên hợp là gì đúng không? Thì qua cái sách này nó mới có. Thì buộc là mình phải họ update thêm nha. Rồi viết dạng tồn tại chủ yếu trong dung dịch nước của các chất sau đây, rồi mình điền vô đây thôi. Rồi, cái này là cái bảng để mình điền vào. Rồi ví dụ chất đầu tiên này là gọi là giấm ăn nha. Đặc điểm là axit yếu, dạng tồn tại chủ yếu trong nước, thì chủ yếu là gì, nó phân ly ra một phần thôi, một ít thôi, chỉ còn lại là chủ yếu là dạng này nè. À, tức là ở đây là dạng chủ yếu, chủ yếu à, cái này là chủ yếu, chủ yếu là CH3COOH. Vậy cái thứ yếu là gì, nó không nói thứ yếu mà thầy nói thứ yếu luôn á. À, thứ yếu là gì, CH3COO gì trừ và H cộng, H cộng hoặc là H3O cộng. À, nó không có nói thứ yếu nha, tại thầy bổ sung thêm cái thứ yếu này vô thôi, chứ nó hỏi là chủ yếu thôi. Đấy, chủ yếu là mình chỉ điền nó, cái này là bổ sung thêm. Rồi axit mạnh này đúng không, thì chủ yếu nó không có thứ yếu, mà này nó chỉ có chủ yếu thôi, thấy chưa? Đó là H cộng. À, H cộng đó, hoặc có người dùng là H3O cộng. À, cái H3O cộng này để trong mặt này. À, nãy giống như sách nó trình bày không đó. Còn và NO3 trừ. À, trong này chủ yếu không có thứ yếu. À, không điện ly thì này, thì chỗ này chủ yếu của nó là chính nó luôn. À, không có chất nào. Bây giờ chính nó luôn. Thì nó không điện ly mà. Còn bây giờ mạnh này cũng không có thứ yếu luôn, chỉ có chủ yếu thôi. Đó là Na cộng và OH trừ. À, thêm cho em biết. Tức là cái thứ thiếu này nó rất là ít. À, còn chủ yếu là nó chiếm nhiều hơn, phần trăm nó cao hơn, đúng không? Đấy, như thế đó, chứ có gì đâu khó, dễ mà. Chỉ cần mình học căn bản là mình là hiểu là mình làm được hết. Được chưa? À. Câu 2.15. Đọc cái thông tin cái đề. Ở nóng
là cảm giác đau rát ở thực quản gây ra do sự tăng nồng độ hydrochloric acid trong dạ dày. A là rát ở thực quản, tức là mình hiểu giống như là viêm họng, đúng không? Viêm họng nó giống gì đó, khi mấy ngày mà bị bệnh đau họng đó. Rồi câu A là cách đơn giản nhất để giảm ứng chia giảm chứng ở nóng nhẹ là nuốt nước bọt nhiều lần. Cũng hay ha, cái này tôi cũng mới biết luôn các bạn. Thầy chưa biết cái này luôn, thật sự là chưa có đọc thông tin này qua bao giờ luôn, cái bài này thầy mới biết nè. Tức là nữa mấy bạn, nếu như mấy bạn có bị đau họng, bạn nuốt nước bọt nhiều lần. Do nước bọt có chứa ion bicarbonate, tức là HCO3 trừ, hoạt động như một laser. Đó, khi nuốt vào sẽ trung hòa phần axit trong thực quản. Đấy, phương trình hóa học phản ứng giữa HCl, HCO3 trừ, hay không? Hay. Và cái này thường người ta sẽ không có chỉ cho mấy bạn đúng không? Người ta thường ta nói kêu bạn xúc nước muối đúng không? Nhưng mà thật chất không phải vậy. Nuốt nước miếng, hiểu không? Nuốt nước nước bọt á. Nước bọt hết nha. Đó. Hay đó chứ, tôi cũng mới biết cái này luôn á nha, chưa bao giờ tôi đọc cái thông tin này bao giờ luôn, là bữa nay lần đầu tôi mới gặp cái sách này mới có này nè. Tức là khi mấy bạn nữa mà bị đau á, cái kiểu rát ở cái thực quản á, là khi mình cổ họng mình á thì mình nên nuốt nước miếng nhiều lần vô, nếu là nuốt nước bọt á nhiều lần vào, thấy chưa? Rồi vẫn hay nha bạn, tôi cũng mới biết cái này, thông tin này cũng giúp ích cho mình ha. Rồi, học máy hóa nó cũng có cái thú vị của nó. Của phản ứng giữa HCl và HCO3 trừ. HCl thật ra đó, là mình viết đó. Là mình viết vậy đây. Cái này đúng không? Thật ra mình đã hiểu ngầm trong đầu mình là gì? Cái chất này là chất chất chất, chất tan, đúng không? À, chất này cũng là chất tan trong dung dịch mà. Đúng không? Thì cái H này nè, nó kết hợp với cái này nè, nó nhường cho thằng này thì HCl đóng vai trò axit mà, thì nó tạo ra đây là CO2 với nước, còn là thằng này lại là CL trừ, hiểu không? Đó, CO2 nước còn CL trừ cũng là chất tan. CO2 thì nó là ở thể khí gas xịt, đúng không? Đó, và nước là ở thể tan, đó, aqueous. Rồi, câu B. Có thể điều trị chứng ở nóng bằng cách sử dụng các thuốc kháng axit chẳng hạn sữa magie có thành phần chủ yếu là huyền phù. Huyền phù là cái này nè, nhớ nha con, cái MG là nó có tên riêng gọi là huyền phù, giống như muối ăn là nã sinh lời, huyền phù là cái này đó. Cũng phải nhớ mấy cái từ này cũng rất là hay. Hãy viết phương trình hóa học phản ứng giữa HCl và MG hai lần, giải thích vì sao mà sữa mẹ sữa magie có hiệu quả hơn nước bọt trong việc trung hòa axit thực quản. Tức là mình có thể đi mua ra nhà thuốc, mình mua cái này mình uống ha, nó hiệu quả hơn, chắc chắn là uống thuốc sẽ hiệu quả hơn nước nước bọt rồi. Nhưng mà nếu trường hợp mà mình không có mua, mình chưa có mua kịp thì mình nuốt nước bọt ha, nó cũng là một cái hay. Được chưa? Đấy, hay chứ bộ mấy bạn. À, cái học mình cũng có được cái kinh nghiệm đó mấy bạn. Rồi H cộng, HCl tác dụng với MgOH2 lần, tức là chất tan đúng không? MgOH2 lần là chất gì? Chất rắn. Cho ra Mg đúng không? Mg2 cộng đây đó, là chất tan. Viết cái dạng ion á. À, Mg nếu mà viết dạng ion hồi nãy là mình người ta cho phép mình bỏ này qua nè, bỏ CL qua mình viết H cộng này, rồi mình bỏ này, cái này không cần thiết. Rồi, cái này mình sẽ bỏ cái CL ra, mình viết H thôi. Rồi, cái này mình cần cái yếu tố là OH, Mg hai lần là không có viết ra được. Hiểu không? Bởi vì sao biết không? Bởi vì nó là chất rắn, nó không tách ra được, ban đầu nó chưa tách ra được, qua đây nó mới tách ra. Vậy Mg này nè, nó sẽ ra là Mg2 cộng là chất tan, còn HOH với H là cho ra nước. À, đó, tức là mình sẽ bỏ đi hai vế những cái gì? Những cái gì mà nó bị trùng với nhau, hai bên nó giống nhau, mình có quyền bỏ luôn, di với dạng ion.
và mình cân bằng, đúng không? Đó. Và giải thích tại sao, đây giải thích, tức là nó hỏi giải thích tại sao là dùng cái sữa magie đó nó sẽ tốt hơn so với nuốt nước bọt. Thì mình biết là sữa magie, sữa magie thì nó như thế nào? Sữa magie thì nó hiệu quả hơn nước bọt trong việc, hiệu quả hơn nước bọt trong việc, hiệu quả hơn nước bọt trong việc cái H cộng, đúng không? Sữa magie hiệu quả hơn nước bọt trong việc trung hòa axit thực phẩm, trung hòa axit thực quản là do MG hai lần này nè, đúng không? Đấy. Do MgOH hai phần này rồi nó sẽ sao, là bazơ mạnh, bazơ mạnh hơn HCOO hơn HCO3 trừ đó. HCO3 trừ là bởi vì giờ yếu hơn có trong nước bọt, tức là sao, cái này nó yếu hơn bởi vì nó sẽ nhận H cộng ít hơn, hiểu không? Đấy, còn cái này nó sẽ nhận H cộng nhiều hơn đó, thì hết là như thế đó, hiểu không? Yếu hơn, nói chung là nó như vậy thôi. Còn có bạn hỏi sao biết yếu hơn nhiều hơn, thì mình học mình mới biết được cái này là gốc axit yếu, đúng không? Còn cái này là bazơ mạnh, mấy cái điều đó là mình phải biết mạnh với yếu là cái nào, mình phải nắm rõ trong chương trình mình. Giống như lý thuyết axit nào yếu axit nào mạnh là mình học đó rồi, thì mình phải nhớ cái cách nó là như thế thôi, chứ cũng không có gì, đúng không? Rồi ta đi vào cái câu rồi cuối của bài này. Hiện nay năng lượng mà con người sử dụng trong đời sống và sản xuất chủ yếu lấy từ quá trình đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như xăng dầu, khí đốt nhiên tự nhiên và than đá. Một số nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá, có chứa một lượng nhỏ tạp chất là sunfua lưu huỳnh á. Trong quá trình đốt cháy, các tạp chất này phản ứng với oxygen tạo thành sunfua dioxide, đó là SO2 đó, tức là S cộng O2 cho đến H2. Ngoài ra trong quá trình đốt cháy bất kỳ nhiên liệu hóa thạch nào, nitrogen trong không khí phản ứng với oxygen tạo thành NO2, tức là N2 cộng O2 tạo thành NO2. Sunfur dioxide và nitrogen oxide phản ứng với ô nước và oxy trong khí quyển tạo thành hai cái loại axit là sulfuric acid là 24 nè, hai phản ứng này, và nitric acid, thì hai phản ứng này chính là hiện tượng mưa axit. Thì các axit này kết hợp với nước tạo thành mưa axit. Hãy viết phương trình điện ly của H24 và HNO3 trong nước. Biết rằng H24 điện ly là hai nắp, tại vì nó có hai H nè, nó điện ly hai nắp, điện ly hai lần. Còn trong đó nắp thứ nhất điện ly hoàn toàn tạo thành thằng này nha. Và H24 điện ly không hoàn toàn ở nắp thứ hai. Trong nó là trong nắp thứ nhất đó, thì điện ly hoàn toàn tạo thành H2SO4 trừ và H cộng nữa đó, phải có H cộng nữa. Và H4 trừ này nè, điện ly không hoàn toàn tạo thành nắp thứ hai, nhưng mà nó chỉ nói thằng này thôi chứ không nói H cộng nha, mình phải tự hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ viết nè cái phương trình điện ly, phương trình điện ly thì H2O4 nè, nó là chất tan, nó điện ly hai nắp, nó điện ly hai lần, đó là cho ra H cộng, là cái quá trình đầu tiên đó là nó điện ly hoàn toàn đó, và HNO4 trừ và H cộng là chất tan, H4 trừ cũng là chất tan, nhưng cái nắp thứ hai là nó điện ly một phần thôi, không hoàn toàn, là chất này nè, điện ly không hoàn toàn thì nó một phần nó điện ly còn giữ là một phần đó, thì nó sẽ tạo ra H cộng. Cho nên phải ghi hai chiều ái quyệt cộng SO4 hai trừ, SO4 hai trừ chưa, rồi cũng ái quyệt luôn, hiểu không? Rồi còn cái chất thứ hai viết điện ly á là NO3 là điện ly hoàn toàn. Đấy, NO3 là điện ly hoàn toàn cho ra H cộng, NO3 là cái chất này là ái quyệt
Điện liên hoàn toàn cho ra H cộng, ấy quyết. Cộng cho N ba trừ N ba trừ cũng là ái quyệt luôn. Thì đó là chúng ta hoàn thành. Và chú ý thêm một cái điều như thế nào đó, chú ý. Ví dụ người ta hỏi rằng, nếu người ta hỏi là, chú ý là ta hỏi là dung dịch HA4 chứa cái gì trong đó, dung dịch chứa cái gì trong đó, thì mình nói là dung dịch nó chứa cái ion sau đây đó là H cộng, không cái này nó phân ly một phần thì nó phải chứa cái này đấy, và S42 trừ H cộng này nó giống như ha, tức là nó còn ba loại luôn. Còn nếu mà bạn nói chỉ hai loại thôi là bạn sai. Hiểu chưa? Như vậy mình cần phải nhớ là vậy những cái axit nào là hai nắc, axit nào là ba nắc. Đúng không? Các cái axit là hai nắc này. Nắc như là H2SO4, H2SO3, H2S, H2SO4, H2S, H2SO3. Đúng không? Các cái axit ba nắc, không có bốn nắc nha. Một nắc thì không nói rồi đúng không? Ba nắc. Như là H3B4. Thường chỉ có H3B4 thôi. Được chưa? Còn lại là không có. Rồi đó, axit ba nắc thôi, thường ta chỉ dùng axit H3B4 thôi. Hiểu chưa? Rồi là chúng ta hiểu ba nắp thì nó phân ly cũng giống như thầy nói vậy đó, tùy theo yêu cầu của nó muốn mình phân ly kiểu nào mình phải phân ly theo như nó. Rồi nhớ nha, đó là chúng ta hoàn thành xong cái bài này.